Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Hải Pierre. Chúc các bạn một ngày tốt lành. Với phương châm kết nối và chia sẻ, video hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách cài đặt Celo Network ở trên ví MetaMask. Chúng ta cùng bắt đầu. Trước tiên, chúng ta truy cập vào ví MetaMask. Sau khi đã đăng nhập vào ví MetaMask thì cài đặt Celo Network ở trên ví, chúng ta truy cập vào hình mũi tên ở đây. Click vào Custom RPC, tức là tùy chỉnh RPC. Tiếp theo chúng ta sẽ điền các thông số để cài đặt Celo Network. Tất cả các thông số cài đặt mình sẽ để sẵn ở phần mô tả video. Các bạn truy cập vào phần mô tả video, copy các thông số cài đặt Celo Mainnet như sau. Ở mục Network Name, tên mạng lưới, chúng ta nhập Celo Mainnet. Ở mục New RPC URL, chúng ta nhập đường dẫn https://forno.celo.org. Ở mục Chain ID, chúng ta nhập 42220. Ở mục Currency Symbol, chúng ta nhập Celo. Ở mục Block Explorer URL, chúng ta nhập đường dẫn https://explorer.celo.org. Sau đó chúng ta đối chiếu và kiểm tra lại các thông tin. Click vào Save. Các bạn sẽ nhìn thấy Celo Mainnet đã hiển thị ở trên ví MetaMask, tức là chúng ta đã cài đặt thành công. Vừa rồi chúng ta đã biết cách cài đặt Celo Network ở trên ví MetaMask. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc hoặc góp ý nào, vui lòng để lại bình luận ở phía dưới. Mình sẽ cố gắng phản hồi các bạn trong thời gian sớm nhất. Nếu bạn thấy video hữu ích, hãy cho mình một like và nhấn nút subscribe, nút đăng ký kênh để khích lệ mình và bật nút chuông thông báo để nhận được những cập nhật mới nhất. Cảm ơn bạn đã ghé thăm và ủng hộ kênh Hải Pierre. Mình chúc bạn luôn vui vẻ, mạnh khỏe, thành công và bình an trong cuộc sống.